Đấy, dậy thế đấy, không đi vào. Nhìn nó xuống chạm thế đi. Đấy, được rồi. Cầm đông người nữa. Còn sát cái mũi liền, không chích. Giật, giật, giật. Nhì. Còn quả thì ta lại lấy nó. Đấy, là lấy liền. Thì kéo lại để liền vào quả dưới thì sao? Đấy, lại ngửa buông chuối kia nó chảy đấy. Nó nặng mà. Đạo buồn chuối vào đấy, đấy. Hai cây đùi, hai cây đùi. Đút được một liềm vào đấy. Lại quay lòng mình, đấy. Quay vào lòng, để sạng hai chân ra, đợ ra sạng. Mày chạy thì coi quay cả ta vào à. Đấy, không. Cảm ơn nhé. Thank you.
giời ơi. Mà quay cả tao lên. Nhất cho cái này lên cái. Chưa? Để tao đi ra. Em đừng đi lắm. Mà 3, 4 quả là cái này. Đây, mua cái hai bên này này được to để cho ba này đấy mà thông nguyên
có được cái này của Thái. Ăn ở dưới nhá. Đây, mỗi ngày nó chín. Già hết rồi, này chỉ có mai kia là chín rồi. Ừ, ra thử hỏi thế nào. Đây. Cái gà cho câu nó chín nữa. Người ta thiết, bắt chắc thế. Về tận ra. Thôi, tại sao hả anh? Vâng. Thank you.
tiếp thì phải nói. Cái này là khoảng
Thường là cũng bán ra là bán 7-8 nghìn cân, là bán buôn cho bạn và buôn đấy. Thế à? Thank you.
nhiêu? Hảo con. Bao nhiêu không?
thay nhỏ tí vào.
Buổi trưa, đánh bay bộ vết bẩn cứng đầu nhất, hương thơm quyến rũ dài lâu, giặt mãi giặt tay đều được. Ngày bán được không? Ừ. Ngọc ơi, ăn khế hôm nay con về. Ừ, khế thôi, không mua dại đi hả? À? Con đi mua lằng nhằng đấy, con đi về đấy. Vâng. Ăn đâu em? Khế ăn đấy. Con bé cho chả con. Bà luôn anh trong mà bà mua mà. Này 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 ơi, có người bà đi hàng tháng ba thì mình đắp. Đây con đấy. Ôi xuống mà mua. Ngoan xử lý đây nấu canh ngon cực luôn, nấu canh cua ngon lắm đây. Thế này mấy một cân? Em mấy thế bán mấy cân? Người ta đang hỏi đây. Đấy mà thế người ta hỏi. Hai lạng ba. Cho chị nhớ đi rồi. Hoa thiên lý để bà ăn gì? Mình không ăn được cái hoa thiên lý đâu. Ăn những người ta nhiều người ta nhiều. Khuyên hoa thiên lý bán 8.000 một dạng. Hoa ơi. Hoa ơi cho chị. Hàng em quản đến đây hả mình? Đi rồi, bà Toàn hôm nay đi. Cho can phải hết rồi. Cho bà này nhá. Bây giờ đừng quá. Cho bà này nhá. Ông họ bà xanh dặn ra thấy ơi quên bố mất tiếng quá hôm nay bảo thế mày ông bảo nó một lúc nó dạ mua mẹ mất rồi thế là em mất bỏ hoa ăn ấy chỉ bà ngủ bà xanh thôi em cả tiền thế cả người ta xào thịt bò mình ăn thịt bò và xào thịt lợn nhỉ có được không ta xào thịt lợn vậy người ta ăn thịt bò mình ăn thịt bò ăn được thịt bò đâu mua hộ cái đứa cháu 35.000 ở trên Tân An được 8.000 đấy. Chợ nhá, đi về nhá. Bà không?
mới quay nè. Thế ngon rồi. Còn bé đâu mà không thôi. Nhớ cả. Mọi người hết đi. Cái này. Đi cho mấy bạn kia. Rồi bao nhiêu rồi? 5.000. Ok. Rồi, cân
lấy đi. What?